Hello, xin chào các bạn. Thì đến hôm nay anh sẽ giới thiệu các bạn bài số 10 trong cái chuỗi series là Selenium Xi-Thăng. Thì ở bài số 10 này thì mình sẽ thực hành lại những cái bài trước mà mình đã học. Đấy. Và hôm nay thì mình mới chỉ học thôi và mình làm chưa có hoàn thiện những cái tính năng trong auto, những module này kia hoàn thiện. Thì hôm nay thì anh sẽ dành ra một buổi để chúng ta thực hành về những cái nội dung này. Đấy. Ở bài thực hành này thì anh sẽ chia sẻ với bạn một cái link auto, một cái link mà hỗ trợ cho mình làm auto. Đây, link này là crm.anteter.com. Đây, cái link này phải là crm.anteter.com. Đây. Thì mình sẽ có được một cái hệ thống như này. Thì các bạn anh chuẩn bị cho bạn sẵn những cái account. Đây. Thì các bạn login vào. Rồi. Ở trong đây thì mình có rất là nhiều cái tính năng đấy, khi mà mình login vào admin thì ví dụ như mà tính năng là lion lion thì mình có thể thêm một cái lion mới chẳng hạn đó, thì mình điền những cái field này rồi mình save lại thì nó sẽ tạo ra được một cái lion mới hay là một cái project mới đấy. Đấy, nếu như mình là các bạn là tester hết thì các bạn cũng thấy hiểu những cái tính năng này cách dùng như nào đúng không, cũng rất là dễ. Khi mà mình add lên hồi nãy xong thì mình qua bên đây, nó hiện bên đây. Nó hiện bên đây. Rồi mình select thôi. Như vậy thì bây giờ mình sẽ làm một cái tính năng cho cái trong cái hệ thống này là mình add thêm một cái layer mới. Thêm một cái layer mới. Ví dụ như bây giờ mình đi cái flow bằng tay trước là mình login xong, mình vào cái layer. Vào layer. Sau đó mình sẽ bấm vào nút add. Rồi mình điền những cái thông số đây. Điền thông số đây mà muốn điền thì mình phải lấy được tất cả những cái element đúng không? Mình lấy được tất cả những cái element. Mình điền. Sau đó mình sẽ là save, mình nhấn button save. Save xong thì nó tạo nằm đâu? Nằm bên cái tab là client. Bình thường nó nằm ở là overview. Bây giờ mình qua cái client là mình click vào đây. Rồi mình kiểm tra bằng cách nào? Mình search lại. Mình search lại, ví dụ như là mình thêm một cái gì đó tên gì đó 01 chứ nè, đó thì mình search lại một cái tên mà mình mới vừa thêm, ví dụ như là client 01 này thì mình search lại thì mình check lại cái thằng client 01 mà mình mới vừa thêm có đúng hay không. Thì có thể hôm nay mình sẽ làm tới tới bước này, mình tạo một cái client rồi. Mình mở cái Visual Studio lên. Hôm nay hôm trước thì mình tại bài số 9 thôi. Mình sẽ tạo một cái folder cho bài số 10 đi. New. New folder. Bài số 10. Mình để là gì? Thực hành. Bài số 10 này thì mình chỉ làm những cái bước mà anh mới vừa nói không, mình vận dụng những kiến thức về web element, web driver và những cái handle, dropdown, rồi checkbox rồi này kia của mình mà ở bài trước á. Đây, mình sẽ làm nó add một cái class mới. Rồi, class mới này mình để như là thực hành đi, để là class thực hành. Mình có viết sẵn một cái hàm từ những buổi đầu là cái hàm gì? Init đúng không? Nè, trong cho cái phần init này. Init program. Mình đã viết sẵn cái thằng một cái hàm là gì? Là setup cho cái thằng setup và một cái thằng là teardown. Đấy thì hai cái từ khóa này là gì? Setup thì có nghĩa là nhắc lại cho là setup là mình nó chạy cái hàm này trước. Trước những cái test của mình. Còn cái teardown là khi mà nó chạy xong thì sẽ đóng cái này, đóng cái driver đi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ kế thừa lại cái thằng init này. Thằng init này coi mình có bổ sung gì không? Thì mình sửa lại đây là 30 hết đi. Chờ là 30 giây. Đây là chờ cái thời gian chờ. Rồi đây là thời gian chờ byte. Đây là maximize. Đây là một cái đường dẫn tới cái file chrome driver của mình. Ok, như vậy thì mình cũng đã đủ rồi.
Đủ rồi. Bây giờ mình sẽ kế thừa lại cái lát này để mình trùng lại được cái driver. Kế thừa lại nó bằng cách gì? Hai chấm, đúng không? Rồi mình kế thừa lại cái lát này. Using này. Init. Rồi mình chèn cái bucket cho trong Visual này nó hỗ trợ cho mình rất là mạnh. Song song anh dạy cái khóa Selenium Java, à, Si Thăng thì anh có dạy khóa Selenium Java, nên là cũng hiểu được những cái sự khác nhau giữa các cái IDE như thế nào, rồi các cái thư viện import đồ của nó như thế. Nên mình thấy là anh đang thấy là cái thằng Visual này nó hỗ trợ cho mình cũng rất là mạnh, Ở bên thằng Java thì nó có cái thằng Intel, Intel Easy hoặc là thằng Elixir, nhưng mà nó cũng không có mạnh bằng cái thằng Visual này. Visual này mạnh hơn. Như vậy thì mình đã kế thừa được cái hàm rồi. Bây giờ mình lấy cái driver của mình dùng. Cái đầu tiên là mình gì làm gì? Mình sẽ à mình viết mình tạo một cái hàm nhầm. Test đúng không? Hàm mình là test. Test này thì mình cũng phải chèn cái thư viện N Unit Framework này. Nó thuộc của cái bộ N Unit Framework. Rồi I cộng test public void mình là gì, mình coi là những cái bước đi của mình. Ví dụ mình xin in trước đúng mình, xin in rồi mình làm tới bước là add một cái line. Như vậy thì mình để chung là add line, để cái này là hàm để viết thường đầu add line. Rồi khi mà các bạn xây xong thì nó sẽ hiện lên cho mình, hiện lên đây cho mình không. Cái không che nó không đủ cái nó. Cái vùng này nó bị cái này, cái không gian nó không đủ. Sợ ẩn cái này thì đại khái là cái Atlan nằm đây. Cái màn hình của em nó hơi nhỏ. Đấy, Atlan. Rồi bây giờ mình sẽ mở một cái browser, mở một cái URL browser đúng không? Thì mình là navigate chấm open go to URL. URL của mình là gì? Mình dán vô. Copy dán vô rồi crm.mentor.com. Mình khỏi sạc cái sinh viên này cũng được, như vậy là nó đã hiểu rồi, tự chuyển hướng tới. Rồi mình đã vào được cái URL, tiếp theo mình làm gì? Mình sẽ lấy hai cái ô này và cái nút này để mình login đúng không? Mình lấy phải lấy được cái email. Mình inspect một cái ô email thì mình coi nè. Mình thấy nó là một cái thẻ input, nó có cái ID là email. Như vậy thì mình có thể là lấy theo ID hoặc là mình lấy theo cái dạng inbox. Nếu mà là ID thì chỉ việc là chấm ID rồi điền cái giá trị email thôi đúng không? Còn ví dụ inbox thì mình điền như sao? Inbox thì mình điền là gì? Sẹt sẹt input, mở một vuông ra, mở một vuông ra, mình để là gì? A cộng email, ủa A cộng ID bằng với email. Enter. Thì cái tool mà Select Hub mà giới thiệu cho các bạn từ đầu thì nó hỗ trợ cho mình kiểm tra được những cái mà mình đã điền vào nó có đúng chưa. Đây cũng rất là hay đúng không? Đó, mình đi khi mà nó kiểm tra tìm thấy thì bạn thấy là trong cái đó nó xuất hiện một cái ít bắt bằng một. Nó tìm một cái này và nó hiện nó tô đậm cho mình cái viền vàng trên đây. Thì nó nhắc lại cái những nội dung của phần locator thôi. Bây giờ mình sẽ copy. Mình copy, mình dán vào những... một là mình cho nó trực tiếp luôn, mình không cần phải tạo một cái đối tượng web element. Thì mình làm gì? Driver chấm file element trực tiếp luôn đúng không? Mình chơi trực tiếp luôn. Rồi cái này là byte chấm x. File element byte này nó là một cái thư viện byte, mình phải chèn cái thư viện này vô. Using rồi chậm bắt chén cái đoạn bắt mình vô,
Rồi cái này mình chấm cái gì? Mình chấm sinh khi đúng không? Mình chấm sinh khi là một cái giá trị email. Rồi tiếp theo mình copy cái đoạn này lại. Điền lại, copy lại. Ngay đây thì mình thay đổi, mình lấy đó. Ngay đây là gì? Click vào button. Đây là click vào button thì mình bỏ cái này đi. Rồi ngay đây là button thì mình đổi cái x-mark của nó. Mình lấy ô tiếp theo này. Ô này thì mình thấy cái ID là password và cái thẻ input thì mình cũng giữ này, là mình thay email thành password. Rồi cái chỗ là button thì chắc là cái thẻ button đây. Nó là cái thẻ button. Như vậy thì sạc sạc button có tay đi submit mình thử coi. Sạc sạc button đó, màu vuông nha. Rồi a cộng tay bằng submit. Đấy, ok. Như vậy thì mình đã lấy được một cái. Nhớ là ngay đây nó phải là số 1 nha. Tại vì mình tìm đúng một cái thôi, chứ hai cái là mình đâu được. Mình lít vào đúng ngay cái đối tượng element mà. Đấy, mình dễ nó rồi, hoặc là ngay đây các bạn dùng ID. Ở trên đây nè, các bạn dùng ID nó nhanh hơn. Đấy, thì kiểu là ăn tìm ít bắt đi cho các bạn hiểu được, nhớ lại ít bắt thôi. Bây giờ mình lấy những email dưới đây. Nhấn vô. Ai bắt buộc là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Nếu em sẽ up những cái code, những cái suộc này lên cho mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ... bây giờ mình chạy thử đi chứ. Đúng không? Làm mà mình chạy thì nhiều khi nó lỗi. Không biết nó chạy được hay chưa. Ok, như vậy là nó đã login được các bạn ạ. Đó, đã login được rồi. Bây giờ mình làm tiếp. Mình làm tiếp. Bây giờ mình đã sign in vô đây được rồi. Vậy thì mình làm tay tiếp nè. Bây giờ mình sign in vô thì bây giờ mình phải tiếp theo là mình phải click vào cái thằng client này đúng không? Click vào client này, rồi click vào cái nút là add này. Đó, như vậy thì bây giờ mình sẽ lấy cái thằng client này. Lấy client này. Rồi, menu test đây. Như vậy thì bây giờ mình sẽ lấy theo cái test của nó. Test của nó là cái client nè. Lấy theo cái test của nó thì gì? Sạc sạc span dựa vào cái thẻ nè, tên thẻ span nè. Rồi test thì gì? Test thì là a cộng test thôi. Ủa, test thì hàm test thôi. Cái tool nó ghi cho mình thấy không? Tool nó ghi cho mình dưới. Nhầm, cái client này là dán nhầm. Client. Như vậy thì mình lấy theo cái test. Lấy là test cũng đúng. Rồi, thêm một cái nữa. Ngay đây list thôi đúng không? Như vậy thì bây giờ mình sẽ copy cho mình dán lại cho nhanh. Dán lại cho nhanh. Ít bắt. Rồi, list. Rồi, tiếp theo. Bây giờ mình copy xuống vài cái nhiều nhiều đi để mình dùng nó lại. Rồi. Lấy đúng không? Bây giờ tới ngay đây là mình lấy cái nút này, đúng không? Đây mình lấy cái nút này thì nó mới hiện lên này. Vậy bây giờ mình lấy cái nút này. Lấy cái nút này. Rồi. Nút này là thẻ A. Thẻ A thì mình có thể dựa vào gì? Cái data title hoặc là cái title của nó. Đối với thẻ A thì mình có thể làm như thế. Thì người thấy nè. Dưới thẻ A nó cũng cái tool nó hỗ trợ cho mình hỗ trợ cho mình cách này cái test, còn không thì mình lấy theo cái title này. Title thì là thuộc tính đúng không? Thuộc tính thì mình lấy theo kiểu là a cộng title bằng đó. Như vậy cũng đúng, mình có nhiều cách đối với một element, mình có rất là nhiều cách lấy, mình có thể dựa vào thuộc tính của nó thì là sẽ ok hơn. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái thuộc tính của nó vô rồi ngay đây rồi đúng không? Rồi bây giờ mình thử chạy rồi. Cái này mình comment lại, comment thì giấu trên đây. Rồi, save là mình chạy thử coi nó có làm tới bước này chưa, có nghĩa là add một cái là anh mới. Click vào cái nút đây là để nó hiện cái dialog mình add một cái là anh mới. Ok ha. Đấy, như vậy là mình đã thấy được mình làm tới đâu đúng tới đó rồi. Cũng đã mất thời gian. Bây giờ mình tiếp tục nè. Bây giờ mình hiện lên cái này rồi. Hiện lên này rồi thì bây giờ mình sẽ lấy tất tần tật những cái field ở trong đây. Tập những cái phim đây. Và cái thứ hai nữa là gì? Mình có thể check cái này. Check cái add client để coi là
biết nó là đã có phải là hiện cái form này lên hay là chưa, đúng không? Nhiều khi nó không hiện cái form này lên mà mình cứ điền sao mình gì thì mình, nếu mà mình kỹ thì mình phải check cái này ở title này nó có bằng cái test này không, bằng với cái test này không. Như vậy thì bây giờ mình phải lấy như đây một cái gì, một cái tag luôn nè, nó có ID luôn nè. Mình có thể lấy một cái element của nó thì mình tạo nó là một cái đối tượng gì, web element, rồi mình để nó là gì, header deloc bằng driver chấm file element by chấm dán vô. Ê bậy, cái này là cái ID. Này là cái ID. Rồi, chấm ID. Như vậy thì mình đã có cái đối tượng này rồi. Bây giờ mình dùng cái gì để mình kiểm tra nó đúng sai? Dùng gì? Hôm trước mình mới học bài mấy? Bài số 9 là gì nè, là gì nè. Assert đó, mình đã học cái bài số 9 Assert rồi. Thì ngay đây mình dùng lại cái hàm của nó như sau. Assert chấm. À, chấm. Chấm gì? Mình kiểm tra nó, một là true fail, hay là mình có thể so sánh bằng, có nghĩa là bằng với cái test mà mình mong muốn, đúng không? Bây giờ mình dùng đang dùng là equal đi, equal, rồi truyền một cái test mà mình mong đợi vô, test mà mình mong đợi vô, rồi truyền một cái thực tế vô. Cái thực tế là cái này nè, mà ngay đây á nó chỉ mới là một cái đối tượng web element thôi. Bây giờ mình phải lấy cái gì của nó ra, lấy cái test của nó ra, đúng không? Vậy mình chấm chấm test đó, mình chấm test. Rồi như vậy thì cái này là cái mà thực tế, còn cái này là cái mà mình mong muốn. Gì mong muốn như nào thì mình copy dán vô thôi. Mong muốn tôi là phải hiện ra cái chữ S là anh. Ok, dán vô. Rồi nếu như ngược lại sao? Nếu như ngược lại nó sai thì mình cho hiện ra một cái câu thông báo. Câu thông báo là gì? Header by up header by up the dialog add client fail if fail. Bạn ghi tiếng Việt cũng được. Bây giờ mình lại là mình đã kiểm tra được cái dialog này hiện lên. Bây giờ tiếp theo thì mình lấy những cái field mình cần thiết nè, những cái field mà bắt buộc, ví dụ như là cái company name là cái bắt buộc nè. Như vậy thì mà em sẽ dựa vào cái ID của nó để em lấy cho nhanh ha. Thì giờ mỗi cái field này như em thấy nó có ID hết. À, nó có ID nữa ha. Thì mình sẽ dựa vào cái ID của nó mình lấy cho nhanh. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lấy vào cái ID. ID. Như vậy thì mình sẽ sao? Mình sẽ copy dùng lại. Copy dùng lại. Mở hai comment này à. Đây là mình xin key đúng không? Mình xin key. Xin key một cái giá trị. Rồi ngay đây là mình chấm gì? ID. Chấm ID company name. Company name. Rồi, ngay đây cũng là chấm ID. ID chấm ID gì? ID ngay đây nó có ngay đây nó là một cái drop down. Tới cái owner nó là một cái drop down. Thì cái drop down này nó không phải là drop down thuần túy rồi. Nó không phải drop down thuần túy nữa mà nó là drop down dạng là động rồi. Drop down động. Thì có nghĩa là nó không phải theo cái cấu trúc là select option bình thường nữa. Nên là mình sẽ không dùng được cái hàm select option. Giống như bài trước mà mình đã học. Thì mình có thể là làm theo cách là bình thường. Cách bình thường là list rồi send key gì đó. Làm sao là cho nó hợp với những cái bước của nó là được. Như đầu tiên nè, mình list vô, đúng không? Đầu tiên mình list vô, sau đó nó sổ này xuống thì mình phải làm gì? Mình phải list vào cái ô này mình search đúng không? Là mình search, ví dụ như là mình chọn là anh tích 01 của bài admin 01 thì mình để là admin 01 đó. Mình search 01 và sau đó mình làm gì? Mình list vào cái item đầu tiên của nó đó. Thì đó là những cái cách mà chúng ta thao tác auto, cách một dạng, một cái kiểu là cơ bản nhất bình thường. Đó. Còn những cái gì mà chúng ta dùng hàm được thì chúng ta dùng hàm. Rồi bây giờ như vậy thì em sẽ lấy một cái này trước đúng không? Lấy một cái element ở ngoài cùng cho cái thằng dropdown này trước nè. Đây. Lấy một cái dropdown này trước.
thu lại. Đây, lấy cái này trước. Biết này đi. Lấy cái ID này. Lấy cái ID này. Sau đó nick vô. Cái sổ này ra. Vậy bây giờ mình lấy tuần tự. Company name xong mình tới gì? Tới cái này. Này là cái ID đúng không? Coi lại phải ID. Rồi đúng rồi, ID. Rồi sau đó mình đích ra. Mình đích vô thì nó hiện gì? Nó hiện một cái thẻ input. Đúng không? Thì mình cũng lấy thẻ input. Input này thì mình có ID gì không? Cái ID này các bạn lấy nè. ID này là ID động. Rồi out to gen nè. 12 nè. Thì khi mình load lại cái nhiều khi nó ra A to Z 13. Nếu mà lấy theo ID thì là chết đi. Vậy mình không thể nào dựa vào cái ID của nó, mình phải dựa vào cái gì khác. Có thể là mình dựa vào cái những cái tổ tiên của nó phía trên chứ. Dù phía trên của nó là thằng search nè. Dù cái dit này là search nè. Dù cái lát này mình search thử cái lát. Cái này được coi thử như nào. Nó ra được một cái nè. Như vậy thì may mắn là cái dit mà nó có cái thằng ID là select hai rớp rồi cái select hai sớt này thì nó đây là cái thẻ dit là duy nhất. Bây giờ mình sạc sạc thêm cái nữa là gì? Tới thẻ gì? Input. Enter. Ok. Có nghĩa là mình lại dựa vào những cái cấp bậc trước đó mà nó ổn định thì mình lấy. Sạc input. Rồi, như vậy thì đây là cái thứ hai. Vậy thì lúc bây giờ đây là gì? Lúc bây giờ đây là bắt rồi. Ngay đây là gì? Select đúng không? Trên đây send key một cái company name thì mình để đặt là gì? Mình đặt là Selenium C1. Rồi ở đây là một cái company name. Bên này là list. Mình nốt vô nè. Ở đây là list vào drop down. List vào drop down owner đúng không? Owner. Rồi. Ngay đây là tới gì? Điền giá trị owner. Rồi dưới đây nữa là điền giá trị owner thì mình copy đi. Copy cái trên đây. Send key. Rồi ngay đây là gì? Git bắt. Mình dán cái chuỗi bắt của mình vô. Dán chuỗi bắt của mình vô. Rồi nó send key cái gì? Send key một cái giá trị là mình cần tìm trong đó, bây giờ là admin01. Đó, admin01. Rồi bây giờ tới mình thêm một cái bước thứ ba nữa là gì? Khi mà mình search xong nè. Khi mình search xong là mình làm gì? Một là enter. Một là enter là nó phải học qua cái bài là action lab. Đúng không? Cái bài action lab là cái bài số 10 số 11. Thì mình mới là dùng cái lệnh enter được. Còn bây giờ mình chưa học cái thằng này thì bây giờ mình dùng cái kiểu là mình vẫn dùng như cái mình mình không cần. Mình không cần học cái bài số 11 mà mình vẫn dùng được cái lệnh enter thông qua cái lệnh cái thông qua cái lát là khi. Vậy thì ngay đây có thể mình là enter nè. Đó, thì đây mình sẽ dùng lệnh enter như nào? Enter như nào? Em muốn enter được á, thì buộc mình cũng phải có một cái ID của nó đúng không? Một cái element. Vậy một cái element để mình enter. Là enter trên tại cái element nào? Định nghĩa là như thế. Vậy bây giờ mình có thể lấy nguyên cái lệnh này. Nguyên lệnh này dán xuống. Cái này nó bị không gian này, bó hẹp quá ha. Rồi, kéo xuống đây. Ok, ngay đây có nghĩa là tiếp theo ở đây là gì? Mình dùng nó là gì? Enter để chọn item đầu tiên. Đó, sau khi search. Rồi, tuy nhiên cái đây thì mình vẫn giữ lại cái input. Mình enter ngay tại cái input luôn. Có nghĩa mình search xong mình enter. Như vậy thì ngay cho cái sân khi này nè. Mình dùng một cái hàm ở một cái lát là khi khi có ít nha mình chấm chấm gì chấm ngay tức khi mà mình chấm thì nó sẽ hiện ra tất tần tật những cái keyboard với bàn phím của mình các bạn nhìn nè alt là thấy chưa rồi down down có nghĩa là cái mũi tên xuống mũi tên trái phải lên phím back bay nè phím phím control nè phím delete nè
Đó, rất là nhiều phím. Và vậy thì mình tìm tới phím gì? Phím Enter thì mình nhập thôi. Đó, nhập chữ Enter. Rồi, như vậy là cái đoạn này là mình đã dùng được cái keyboard ở dưới cái bàn phím của mình. Keyboard dùng phím mình là lệnh Enter. Phải Enter trên cái gì đó nha. Trên ngay tại đâu đó thì mình đã xác định là tại đâu. Tại cái ô input đó luôn. Đó, mình chấm send key tới cái key. Rồi, bây giờ mình thử. Rồi, bây giờ tới đây thôi. Mình chạy thử nó đã ok chưa. Nhiều khi mình làm cho một đống rồi cái nó chạy nó lỗi tùm lum. các bạn biết auto có thể debug theo kiểu như vậy đó. Mình làm tới đâu mình chạy từ từ debug tới đó. Bây giờ như vậy là có vấn đề ở chỗ này rồi nè. Lỗi gì? Câu lỗi này. Đây bỏ bỏ bỏ. Hit the bay up the dialog as it fail. Có nghĩa là gì? Cái của nó là cái thực tế mà mình cần so sánh là thằng S Lion, nhưng mà cái nó lấy được là cái giá trị rỗng, cái mà nó lấy được là một cái giá trị rỗng. Như vậy thì mình coi lại tại sao nó giá trị rỗng, nó nằm đâu, như đây đúng không? Ngay đây. Bây giờ mình coi lại tại sao nó rỗng, mình chấm get test mà nó rỗng. Thì coi lại coi. Đây là cái ID này. ID. Rồi mình có thể lấy theo cái tag H4 của nó luôn. Mình lấy cái tag H4 của nó luôn coi sao. Như vậy thì có thể là cái delay. Mình có thể là cái chỗ mà while nó hiện lên nhanh quá lấy không kịp, mình có thể delay ngay đây. Delay là mình dùng cái lệnh là tit slip luôn, tit chấm tit này mình phải điền cái thư viện của nó vô trước một cái, phải using tit chấm slip thì nó mới hiểu. Slip ngay đây là đơn vị là gì, mình coi đơn vị của nó là millisecond, milli có nghĩa là đơn vị là milli giây. Bây giờ mình milli giây thì mình điền ở đây là 1 giây, hay là mò lọc ngang 1.000 milli là 1 giây. Rồi mình chạy lại thử. Đấy, nó báo là nhưng mà were null string empty, không string empty nghĩa là cái chuỗi rỗng. Đấy, ok, như vậy là nó đã nó làm được hai cái bước luôn rồi, vừa mà điền được cái name mà vừa lít được cái chỗ mà dropdown luôn, bạn thấy không? Đấy, dropdown như vậy thì chứng tỏ ngay cái bug này có thể có vấn đề, hoặc là cái chỗ delay khi mà nó nhanh quá nó hiện cái pop-up model lên đó. Nè, nó hiện cái model trong cái pop-up model, nó hiện cái dialog lên á, dialog thì có thể là cái thời gian nó hiện cái dòng này nó lấy không kịp, lấy không kịp đó. Nên là nó lấy rỗng, hoặc là cái bug này nó bị có vấn đề, nên là mình fix một lượt cho nó chắc, cho nó chậm chút, sau đó mình lấy cái bug cho nó chuẩn. Rồi tiếp theo thì ngay đây mình đã gọi là phân tích cho mình đã làm hoàn thiện ok đúng không? Bây giờ mình có thể cho nó chậm chút và mình nhìn cho nó nhìn lại có đúng chưa. Slip bên này mình cho nó 2 giây, 2.000, rồi mình chạy là mình coi cái nó chậm chậm rồi đúng không? Web này làm demo được cũng nhanh đó, đó thấy chưa, nó qua cái thằng admin 01 đấy. Như vậy thì nó làm cũng cũng chuẩn rồi đấy, mà những cái thao tác của nó làm rất là nhanh. Bây giờ mình muốn chậm lại thì sao? Chậm lại thì mình cho những cái thích clip xen kẽ vô, ví dụ lít vô dropdown xong rồi làm gì, xong rồi nó chờ 1 giây, rồi 1 giây xong nó search xong rồi mới làm gì, mình mới lít đó, thì mình có thể xen kẽ những cái thời gian như vậy. Như vậy thì dưới đây mình bỏ đi. Rồi mình chạy lại coi nó chậm hơn. Mình chưa có học tới cái bài cơ chế là while đúng không? Mình chưa học bài cơ chế while nên vì thế mà mình chưa có dùng cái while bài bản. Đó là nó chậm lại đây bên nhìn đó. Ok. Thì bây giờ mình có thể dùng cái thích slip. Thích slip. Mình học tới đâu thì mình dùng tới đó. Rồi. Như vậy là mình đã tới bước đó ok rồi. Bây giờ mình chỉ việc là lấy là những cái element còn lại thôi. Nè, address nè. Address, address.
đang lấy thêm vài cái thôi, còn thực sự còn lại thì mình lấy hay không lấy gì cũng được. Bây giờ mình lấy cái đoạn là thằng ID nha, ID mà sinh khi đây cái đoạn này. À, xin khi vô đầu tiên là gì, address. Rồi cái thứ hai là city, city. Rồi cái thứ ba là state. À, cái thứ tư này là zip. Ok, zip. Tiếp zip rồi tới cái gì, country font website, chắc anh nghĩ là chắc cũng cái tên nó luôn á. Kệ, copy này cho nó chắc. Country font font rồi, website rất là nhiều trường. Đấy, rất là nhiều trường font. Thế gì, website, website. Rồi website tới gì, vát. Ồ nhiều thế. Ồ vát này gạch number, rồi cái này gì, line group. Ồ cái này gì đấy. Ồ cái này là một cái drop down, một cái drop down y chang ở trên này các bạn thấy không. Click vô nè đó, rồi mình phải search rồi mình mới điền hai này đúng không, thì mình có thể search gì, auto mới xong. Đó, tôi mới xin mình enter đó vậy thôi. Như vậy thì ngay đây mình search ha, mình search rồi mình enter, như vậy là xong rồi. Search đây là cái input nè, input. Bây giờ mà input này mình lấy theo gì được, cái ID này chắc không được rồi, đúng không. ID này nó auto gen 11 nè, ai là thấy thua rồi. Mình có thể dựa vào những cái thằng trên của nó. À, ta dựa vào cái LI của nó nè. CSS2 search view. CSS2 search view, dù mình lấy cái LI này trước. À, LI thông qua class này thấy chưa? CSS2 search view, bây giờ mình sạc tới gì? Mình sạc tới cái boot. Enter. À, như vậy thì mình sẽ lấy được cái ô input ngay tại đó. Rồi, vậy thì bắt xong tới gì? Bắt. Rồi, xin khi vô, xin khi thì mình điền một cái giá trị của nó là automation đúng không? Automation. Rồi dưới đây mình sẽ làm cái gì nữa, enter giống như trên đúng không. Đấy, mình có thể enter hoặc là click vào cái item đầu tiên. Đấy, mình có nhiều cách. Enter gì mình dùng cái lệnh gì, cái dùng cái lệnh là enter gì gọi cái thư viện là khi enter. Rồi à, những cái này thì mình thay đổi lại cho nó phù hợp. Như vậy thì bây giờ mình chịu khó ngồi mình sửa những thông tin address, ví dụ như là Việt Nam, rồi city, city gì, Đồng Tháp. Đấy, An đang ở Đồng Tháp. À, city thì Cao Lãnh này, tỉnh thì Đồng Tháp, Cao Lãnh. Đấy, tỉnh Đồng Tháp. Zip là gì, hình như An nhớ làm zip là 81000. Country, country là gì, country là Việt Nam. Như vậy thì cái address này nó không phải là Việt Nam mà nó có thể là phường 6. Đấy, phường 6. Phone, số điện thoại của anh là 0939206009. Đấy, website, website là https 2.sạch sạch anh.com. Rồi cái VAT number, VAT là gì, là 10.000. Rồi automation enter. Ok, như vậy thì cái bước cuối cùng là mình nhấn save đúng không, mình nhấn save. Như vậy thì mình có thể lấy luôn đi, nhưng mà mình khoan hả, nhấn nút save. Rồi mình có thể lấy button này, tag là submit, hoặc là mình lấy theo cái test của nó là sale. Mình lấy nhưng mà mình chưa khoan nó dùng đúng không, mình lấy mà mình khoan nó dùng. À, chấm click. Cái đây là mình lấy theo cái là by chấm xpath. Rồi bây giờ mình khoan nó say, mình coi nó điền trước, nó điền ok chưa, mình say, mình comment dòng lại, comment dòng lại.
Rồi bây giờ mình sẽ chạy chạy thử coi nó ok An thấy thì hầu như mình lấy theo ID nhiều nên anh nghĩ là nó sẽ ổn định. Ta mình lấy theo ID rồi còn đâu nữa. Giờ đấy, làm cái rạc cái xong luôn. Làm rất là nhanh đúng không? Đấy. Rồi thì khi mà mình đã học cái cách mà lấy Xpath hay là gọi là Locator nói chung đó. À, hay trong đây là Xpath nói riêng thì là Locator nói chung thì các bạn khi mà bạn đã nắm vững ấy, thì mình làm rất là nhanh và rất là dễ. Đấy, rất là nhanh và rất dễ. Còn khi mà mình đã không nắm vững ấy, mình mày mò nó rất là lâu. Cái khâu mà lấy Xpath á, khâu mà lấy Xpath nó rất là lâu. Còn chuyện mà ví dụ mình gọi hàm rồi này kia thì dễ đúng không? Đấy, list send key rồi này kia thì rất là dễ rồi. Thậm chí là mình học handle mấy cái alert mấy cái là drop down rồi này kia hết rồi. Bây giờ mình bỏ cái nút save này ra. Đó, mình mở comment để cho nó save lại. Rồi, có nó save không? Save không? À, run. Đấy. Ok, rất là nhanh đúng không? Rồi, à bây giờ nó đã xây rồi nhưng mà mình thiếu những cái bước mà để mình search lại kiểm tra. Rồi nên là nó xây xong rồi cái tắt mất tiêu rồi. Bây giờ mình làm thêm những cái bước là gì? À, kiểm tra. Đúng không? Search lại để kiểm tra. Giá trị sau khi add. Sau khi add. Lại. Trên này là gì? Nhấn button save. Rồi ok, em cũng note lại rõ rõ cho các bạn. Nhấn button save. Rồi bây giờ search lại. Search lại thì mình là lấy những cái element liên quan tới chuyện mà mình search thôi. Ở đây mình search lại đúng không? Search lại thì nó đang ở overview đúng không? Overview mình muốn search thì mình phải qua line này. Rồi mình search. Đó, như vậy thì đầu tiên mình phải lấy cái thẻ là thẻ A này. Có cái test là lại anh à, thẻ A có test là anh này. Đó. Mình lấy chính xác luôn được mà mình lấy content cũng được. Rồi, thẻ A có test là anh. Giờ mình copy cái dòng này dán cho nhanh. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ list ở đây rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ search ô này. Search ô này giá trị mà mình đã add á, nó lại là input, cái tag là search đúng không? Ủa, quá dễ. Input tag bằng search. Hoặc là cái đem placeholder cũng được, tag bằng search cũng được này. Tag bằng à, chỉ search thường. Rồi, tag bằng mình lấy ra cái tag bằng. Ok. Tag bằng search. Ngay đây là mình sẽ send key đúng không? Send key một cái giá trị mà mình đã add thêm ở trên. Một giá trị mà mình add ở trên là cái tên của nó. Mình search là cái tên của nó là gì? Đây. Đó. Selenium Titan. Như vậy thì có thể mình no, cái này là community name rồi. Ừ đúng rồi. Community name thì cũng đại diện cho một cái client luôn. Đúng không? Mình sẽ lấy lại cái này. Rồi. Mình sửa làm sao thì mình à, như vậy thì bây giờ An nghĩ là cho nó một cái biến đi để khi mà mình sửa nó dễ. Mình sửa mình không cần phải sửa lại hai chỗ, mình sửa một chỗ thôi. Đúng không? Ở đây. Cho nó một cái string. Mình để ngay đây là company name. Rồi, ví dụ như em đổi đây là 2. Rồi ngay đây là mình để lấy cái biến company name vô. Phải, cho nó đồng bộ. Đây mình để một cái biến vô. Rồi, ok. Sau này thì những cái giá trị mà mình điền vô nè, mình có thể đọc từ file Excel hay đọc từ file TT gì đó vân vân. Đấy, những buổi sau thì bài sau này mình sẽ được học phần đó. Em sẽ giới thiệu cho bạn đọc cái file. À, đặc biệt là đọc file Excel để các bạn điền vô rất là dễ nhanh. Rồi ở đây là mình đã comment name đúng không? Đã save, đã search lại. À search lại thì mình cũng phải check đúng không? Search lại thì cũng phải check lại. Search cho ví dụ mình search là Selenium. Đây. Thì mình phải search ngay đây đúng không? Đầu tiên cơ bản nhất là mình phải search ngay cái item này.
nó tồn tại và nó có giá trị. Mình có thể search ngay đây là lấy cái thẻ A ngay đây. Này là cái table ID, một cái table ID, sạc một cái table ID. Rồi, sạc một cái TR. TR mấy? TR1. Sạc một cái A. Một cái TD đúng không? Một cái TD thứ mấy? Thứ hai. Rồi, sạc một cái thẻ A. Đấy, như vậy thì là mình làm theo kiểu chuối, theo kiểu là lấy theo cái vị trí cột, lấy vị trí của nó. Mình check cái test của nó, đúng không? Check cái test của nó. Như vậy thì check cái test của nó, lúc bây giờ mình làm gì? Mình tạo ra một cái đối tượng là e web element. Rồi tại vì mình check thì mình dùng lại mà. Mình để lại là item lại item là bằng driver.element. Rồi, by chấm bitpack. Hai ba chấm bitpack. Rồi mình lấy cái này làm gì? Lấy cái này mình vui pha dùng cái hàm assert của mình đúng không? Nè, assert của mình. Assert chấm gì? Assert chấm echo. Rồi. Cái mong muốn của mình là gì? Là company name nè. Đó, nó phải bằng với gì? Phải bằng với cái biến này chấm test nè. Cái web element chấm test. Đó, phải sánh hàng đã bằng nhau. Company name là cái mà mình đã tạo nè, điền vô nè. Rồi cái bằng là cái với cái element mà mình lấy thực tế trên web nè, đúng chưa? Đó. Thì mình có thể làm bước tới đây thôi. Rồi bây giờ mình coi cho những cái test slip vô để nó ok hơn. Nó sẽ ổn định hơn. Tại mình chưa học quay thì mình phải chịu chỗ này. Đó, 1 giây, 2 giây. Rồi 2 giây rồi sau đó mình sẽ khi mà search search xong thì nó phải đợi thêm khoảng là 1 giây nữa. Ok, run. Mình làm bằng tay từ 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 từ, sau đó mình sẽ chuyển hóa nó thành auto thì nó cũng rất là dễ đúng không? Đấy, nó điền selenium xi thăng A2 rồi đó. Rồi nó xây lại, rồi nó qua cái tab nó search kìa, thấy chưa? Đó, ok đúng rồi đó. Như vậy thì nó đã verify đúng luôn rồi, nó đã verify cái dòng này đúng luôn rồi. Đó, nó pass. Như vậy là mình đã add được một cái là anh rồi. Đấy, anh cũng sắp tới giờ họp rồi. Chắc là buổi nay mình cũng sẽ tại đây. Và những buổi thực hành sau thì anh sẽ hướng dẫn mọi người nhiều hơn. Thì bây giờ mình kiểm tra lại bằng tay nè. Mình coi là cái mà mình search mà cái mà mình mới vừa làm nó có nằm trong đây hay chưa. Thấy chưa? Đó. Cái mà mình mới vừa làm nè. Selenium hai cái auto nè. Đó, mình làm xong mình chất tay lại có thực sự đúng chưa? Rồi mình muốn là biết được là cái thuộc tính những cái tham những cái giá trị mà mình đã điền vô như nào thì mình bấm vào nút edit mình kiểm tra lại nè. Đó, thấy chưa? Đấy, đúng hết rồi. Đúng hết rồi. Thì cái chỗ này nè, mình kiểm tra bằng auto luôn thì càng hay. Kiểm tra auto luôn thì càng hay. Thì auto bằng cách nào? Mình có thể click vào cái này, click vào cái tên của nó, sau đó mình qua line unlink for, mình check lại tất cả những cái trường này, giờ qua line unlink for. Như vậy thì cái này, phần này thì để cái bài tập về nhà cho các bạn, ha, để các bạn chủ động làm cái phần này. Nè, anh nói lại nè, khi mà mình đã add xong á, mình qua line unlink, mình search lại, thì anh đã làm cho các bạn tới bước này rồi, là mình đã check cái tên này đúng rồi. Bây giờ mình click vào, mình đã lấy được element nào rồi đó, mình click vô đúng không? Mình click vô thì bây giờ mình qua một cái tab là client info đó, rồi sau đó mình lấy những cái này nè, lấy những cái mà giá trị của nó để mình so sánh là đúng hay chưa đó, giá trị đúng hay chưa. Thì đây là một
một cái phần sau để mọi người check. Cái thứ hai nữa là mình phải đi qua cái thằng project. Project, mình add một cái project. Ngay đây nè, cái là anh này nè. Mình phải sổ xuống và mình search. Mình search là gì? Mình search là cái mà mình mới vừa làm, mình mới vừa thêm á, đây nè. Nó phải nằm ở trong đây thì nó mới đúng. Mình sẽ đúng luôn nha, mình sẽ đúng luôn để cho nó chỉ ra một cái thôi. Đó. Thì nó hiện lên đây thì mình phải lấy cái element này và mình check element đó sao? Tồn tại. Element mà mình check nó hiển thị tồn tại thì mình có hàm gì? Hàm IDisplay. Đúng không? Cái hàm IDisplay là để check một cái element nó có tồn tại hay là không. Đó. Thì mình lấy cái element ngay tại cái item này nè. Mình chấm IDisplay. Nếu mà nó tồn tại thì nó cho mình là gì? Là true, còn người lại là fail. Thì lúc bây giờ mình là làm cái gì để mình kiểm tra true fail? Trước đây thì mình dùng cái if-else để mình kiểm tra cái IDisplay hay là IEnable đúng không? Thì bây giờ mình sẽ có cái hàm là isearch rồi. Đấy, mình có những cái hàm isearch rồi thì mình dùng là gì? IEtrue, isearch.etrue. Thì mình kiểm tra cái đấy thôi. Thì tới đây thì mình đã ok rồi. Mình tới đây thôi là mình đã thoát thoát cái chương trình là được rồi. Mình không cần phải xây làm gì nữa. Thì đó mới là trọn vẹn được một cái khay là add line. Add line. Thứ nhất là add xong là phải kiểm tra nó tại chính cái section của nó đúng không? Kiểm tra tại chính cái section của nó, nghĩa là chính trong tại cái bay của nó trước. Sau đó mới đi qua những cái module liên quan để mình check lại. Thì đó mới đúng là đầy đủ một cái bộ khi mà mình làm add một cái chức năng mới. Iteration test. Iteration test. Ok, như vậy thì bài thực hành hôm nay thì em sẽ kết thúc tại đây, và những cái phần mà em mới vừa nói cho các bạn để về nhà các bạn làm á, thì bạn cố gắng làm. Và sau đó là cái nào không biết thì mình thì các bạn lên group hỏi. Lên group hỏi. Mình có lớp group cộng đồng rồi đấy. Các bạn lên hỏi thì không chỉ An chỉ được mà những bạn khác cũng chỉ được. Hay hoặc là vào cái group nội bộ riêng trong cái khóa học của mình các bạn hỏi. Rồi, em sẽ support cho. Rồi, yeah, bye bye các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở cái bài số 11 tiếp theo, chúng ta xử lý hành động với cái action lab. Rồi, bye bye.